xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang trong pháo vui, theo kiểu hoa có đôi phụ xe, còn trông đợi bạn bè dẫm tên. Bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu cho. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đo bốn phương, đứng đầu non giữa đêm vừa xuống. Nhớ mảnh trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng muôn ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần, nhưng nhắc trời hò xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đo bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vừa xuống. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng muôn ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Mùa thu đến gần, nhưng nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu hy hoàng dịu dàng quê hương, màu mùa xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bơ lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn hiền ly bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm,
ngôi trường nhiều năm, anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô báo yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi em ơi, dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim anh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Vai vui thanh bình vẫn trên bờ kinh dòng hai hà
sao xa xôi, rồi sao xôi. Được sự gia đình chấp thuận và chứng minh ngày lễ hôm nay, nguyên triệu tập đi phát ngôn làm lễ. Còn có những chi tiết còn thiếu, tất cả các bạn phụ huynh thì cũng chúc mừng với gặp được nhiều gia đình đó. Chỉ vào khoa đêm, hầu các con thấy con đã vào và để phụ huynh giúp có được người đáng nghe ra. Đó là một làm lễ, hôm nay sẽ bị thứ nhất. Đúng chưa không? Đồng dân thăng bái của người ta vào thứ ba trong tương lai. Để bái của người ta vào thứ tư, thứ ba là phần của họ, thứ tư là phần đại họ. Đó là nhất thêm. Để đến giờ là để trước cần vui thức tổ và tâm bảo để hành lễ. Xin kính mời. Dạ, xe phía trước. Kính bà xa. Dạ, xe tới phía trong. Đồng kính bà xa. Cái đầu đi xuống. Tháng Giêng, năm Canh Tý là ngày lễ thiên kính đại kiếp rồi nhà Nam Nữ chúng con có trẻ thương gia. Quỳ trước phủ quyền gia tam bảo xin thành tâm nguyện cầu cho hai kẻ nam Phạm Hồng Dung 26 tuổi nữ Lâm Thị Diễm Trinh 25 tuổi nhờ ơn của quỳ thất tổ trên Phật tổ Phật Tây từ bây giờ hộ độ cho hai kẻ được bình yên phẩm sắc hạnh phúc đến trăm năm. Nam mô Di Đà Phật. Cầm đứng lên cầm kính sát. Một, hai, ba, bốn đại đủ, đứng lên, xa thẳng ba xa,
Bây giờ tới ta một cái tăng cầm cửa. Rồi, ba lại. Bốn đại đủ, bốn đại. Chỉnh ba tiếng giữa niệm Nam Mô Đà Phật. Bên trái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Tát. Cầu chứng minh ngày lễ thành hôn. Lại. Lại con. Độ hai con kết tóc trường tồn. Tại trăm năm luân phụng hòa minh trọn đời. Đứng dậy. Đứng dậy lại nữa. Đứng dậy nữa. Sao lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Rồi đứng dậy. Tiếp lại nữa. Đứng dậy. Từ đi con. Cung tay xá hai xá. Cung tay. Năm thở nha. Xá hai xá. Xá nữa. Cái tiếp là. Cái tiếp là lại thật. Chấp tay lại. Chấp lại. Chấp hai. Chấp tay. Chấp ba xá. Quỳ xuống, ai từ từ, cấp gì ra, quỳ xuống. Đổ hai con kết chặt nợ duyên, lại. Năm năm tơ thấm hương nguyền, lại. Thở ăn theo đất thánh hiền thở xưa, lại nữa. Đủ lại cái này. Xa bà xa xuống giữa dạy bên. Giữa nôi nhà Phật, bên trái dạy chứ được xét. Ngọc lên người khác. Xuống dạy coi. Bây giờ tới đi xuống từ nãy từ từ đi con đừng khỏi cái xuống rồi tại đầu cuối lại hai họ phải xuống giờ tổ tiên mới có ngày nay tại các con đấu trí ra hoài tại đầu trên tông tổ kiến ngày thành hôn tại đó đúng rồi. Cung tài, khá hay sao? Lễ đã xong mời được cộng đồng ăn tỏi. Cái đến là tới cái phần thứ tư là cái phần giải thoát tức chia những bà con cái chân tiền giải tiền. Trong điểm này tôi chia là năm phần thứ nhất nội em bà, thứ hai bác cậu, thứ ba phụ bạn, thứ tư là chú cậu và cuối cùng là thằng anh chị. Bây giờ trước tiên ông ngoại em bà đi ha. Có đâu có cái gì? Đúng nha. Giống như coi cái lễ mà, đúng lễ. Cái phần thứ gì? Bác cậu cô dự gì vô? Nó nội ngoại anh chị của chú đẹp đó. Ngoài hết ta. Đẹp không ngoài được. Bây giờ dân tâm bây giờ bắt đầu chúng ta sát hai khác. Sao được? Tới cái phần thứ ba của mẹ, cha mẹ. Cha mẹ này muốn chê gì? Chê gì? Bây giờ cụ tới cụ đây con nhé. Dạ đi. Rồi. 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 Trời ơi con nhỏ xíu cái gì để tôi nói cho chưa làm tôi mau quay mấy ông dễ dễ lâu lắm tôi thiệt. Đây có hai bà sư đà. Em miếng rượu cho cháu nữa. Để chào nhà bên. Ừ. Con là non chỉ có chịu. Bây giờ phụ mạng cha mẹ chắc cũng xá gì không? Cũng ta sẽ phải cái gì nữa ông bà cho xác thì cha mẹ thì cho xác. Bây giờ tới cái phần thứ tư thứ năm. Chú cậu cô dì dượng là bên nội ngoại ha. Anh chị bây giờ thống nhất một cái một cung ta sẽ thẳng hai sao. Không bỏ lại. Bỏ lại. Bây giờ phần này mình chủ nhà công hay xa lạ phải không ngoại? Được lại gì luôn. Bây giờ theo cái mong lập hồi xưa ông bà mình nói là tam tam dựng ba ngày không. Bây giờ xin vô một giờ ra bây giờ cho hai cháu dở luôn. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo kim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh.
chân thành cảm ơn hai họ là có sự tiếp đãi nồng hậu và nghi lễ cử hành rất là chu đáo, thành thật cảm ơn. Và đồng thời chúng tôi xin rước dâu và xin mời tập họ đàn gái đưa dâu và làm bệnh dùng với chúng tôi một bữa cơm thành mặt.
vàng xanh đôi mươi tung tăng đưa người thương mến xa làng qua bên tình yêu trao hơi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ, tớ sẽ duyên lòng hồng thắm đời yên thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên tiếng ca, ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Anh thay lòng sao xuyến đắng cay, anh thay lòng yêu mến em thêm. Tuyệt vời.
cô bác họ vào hiện tiền đấy theo tôi là đưa cái nhà có bà nội nào đây bà nội này bà nội đứng sát vô con bà nội ơi sát vô đây sát vô luôn đây cầm ly rượu rồi đúng rồi cầm ly rượu bà nội mấy nhìn thẳng đấy luôn bà nội ơi ông đây đúng rồi đây đúng rồi Bùi Ngọc Dung, ấp Bình Quý, Bình Thủy, Châu Phú, An Giang, xin được tiến thẳng lên sân khấu. Kính thưa quý vị và các kính mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Từ phía họ nhà gái xin mời lên sân khấu ông Lâm Hữu Điệp,
bà Nguyễn Nguyễn Thị Diễm, ấp Mỹ An, Nhân Mỹ, chợ Mớ, An Giang. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt lý về. Hương của chúng ta đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Chú Kỳ Hồng Quân đẹp trai, cô dâu xinh đẹp Diễm Trinh, một cái bắt tay thật nồng nhiệt quý vị ơi. Chàng ơi cho biết thêm cùng bất chàng biết có tin tưởng tình yêu. Hai bên gia đình cũng như âm thanh ánh sáng gia phúc xin gửi đến quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương nồng nhiệt nhé. Và thưa kinh mến, khi chị gái yêu nhau, người ta chỉ nhìn về một hướng, ai cũng muốn sống mãi với người mình yêu để chia sẻ những khó khăn và ngọt bùi cho nhau. Nghi thức đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiến về tháp gù Samban, chung tay góp chén gù hồng, mong sao nghĩa vợ tình chồng sắt son. Dù cho núi lở nó mòn, tình chồng ý thiếp trọn đời bên nhau. Miếng trầu nên về phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Lớp người áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Tình ngờ em gặp anh đây, như cá gặp nước, như mây gặp gồng. Mây gặp gồng, mây lòng cùng ngừng, cá gặp nước con ngược con xuôi. Rượu mừng cho uống bà say suốt đời, mời em rót chén rượu mừng. Mình đã có anh là chồng, kính thưa thầy quý vị và thưa kính mến, người ta có bố có ông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới để cả sông sâu. Người ta có gốc từ đâu, từ tông tổ bây giờ có ta. Xin mời cô dâu và chú rể chọn hai ly gùi để dâng lên cho cha mẹ họ nhà trai. Vì có cha mẹ trong nhà, ân sâu nghĩa nặng chứ là biển đông. Xin mời hai ly gùi dâng lên cho nhà gái. Là lời ru mẹ đưa bên cạnh con, cho con say giấc mộng. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ ơn cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành. Có gốc thì mở xanh cành, nhờ ơn cha mẹ trưởng thành đôi ta. Xin mời hai ly gùi cho voi cũng trong mà chú ghế. Kính thưa thầy quý vị và thưa kính mến, niềm vui sâu sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Xin mời quý vị hai năng lượng ly bia, những ly nước ngọt hô thật to la thật lớn để chúc mừng cho đôi tăng lang tăng nương của chúng ta được trăm năm hạnh phúc bạc đầu nghĩa phu thê, và đôi thông gia của chúng ta gắn bó bền chặt như ngày hôm nay nha quý vị. Và phút cho bắt nhịp nha quý vị, 1, 2, 3 cùng lên. Kính thưa thầy quý vị và các kính mến, nghi thức gót gù Samban dâng lên cho cha mẹ đã khép lại chương trình phần 1. Xin mời đội phương gia của chúng ta trở về bằng tròn để chiêu đãi nhiều vị khách thân thuộc. Còn cô dâu chú rể chúng ta nán lại tí xíu. Yêu hai lần cắt bánh yêu nhau thật nhiều, ba lần cắt bánh trong ngày cưới và trăm năm hạnh phúc. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này son sắt giữa mình giữa ta.
bánh này anh xin cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với nàng. Hai bưng rượu muối chặt gừng, gừng cay muối mặn xin đừng chớ quên. Yêu anh em sẽ yêu hoài, cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Kính thưa quý vị, ông bà xưa có nói như vậy nè, có qua có lại mới tội lòng nhau. Xin mời cô dâu, đúng rồi luôn hả? Chưa? Có. Có hôn là hôn lén hôn lúc thôi. Còn bây giờ là chính thức là vợ chồng, là hôn để cho quan viên hai họ chúng ta thấy nghe quý vị. Xin mời chú rể đặt tay vào phần mềm của cô dâu. Xin mời cô dâu đặt tay vào phần cứng của chú rể. Dạ. Quý vị ơi, em đếm 3 tiếng nghe quý vị. Mà chưa nữa, còn đặc biệt hơn cái nữa. Anh hôn má là con trai, còn anh hôn môi là một trai một gái, anh hôn nào? Hôn nào cũng được là sao? Nói đi, trong hai trong một. Thấy chưa, chú rể nào là cũng hôn môi không à? Em đếm 3 tiếng nghe quý vị. Để cho cô vô chú rể hôn nghe quý vị ơi. 1 2 27 3 Hôn đi. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. We'll be right back.
Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình hết là mày. Rồi mình xin khóm thúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh.
năm qua